Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đã tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Chuyện xảy ra vài năm trước đây. Lúc đó, gia đình tôi có nuôi một chú chó nhỏ rất đáng yêu tên là Blue. Thế rồi chúng tôi sớm nhận ra rằng mình không có nhiều thời gian để chăm sóc Blue vì ai cũng bận rộn. Cuối cùng, chúng tôi quyết định tìm cho Blue một gia đình mới có điều kiện chăm sóc nó tốt hơn. Alo, có phải anh là Frank không? Tôi được biết gia đình mình đang muốn tìm một chú chó để nuôi. Ồ, nếu được vậy thì tốt quá. Cả nhà tôi đang mong chờ người bạn mới đây. Cảm ơn cô nhiều. Hôm sau, chồng tôi đưa Blue đến. Nhưng thật ngạc nhiên, không có ai ở nhà. Ảnh đợi thêm vài phút nữa rồi tiếp tục gõ cửa. Anh kiếm ai thế? Tôi muốn tìm Frank. Ảnh ở đây phải không? Ồ, Frank đã vào bệnh viện rồi mà. Tôi cũng không biết là khi nào ảnh sẽ về nữa. Tiếc quá. Tôi sắp phải đi dự một cuộc họp quan trọng nên không thể chờ lâu hơn được. Chuyện là gia đình anh Frank muốn nhận nuôi chú chó này. Tôi là chủ cũ của nó. Nếu vậy thì tôi sẽ trông nom nó giùm cho đến khi Frank về. Anh cứ yên tâm. Cảm ơn anh nhiều nha. Vài ngày sau, chúng tôi được biết là gia đình Frank vẫn chưa nhận được chú chó từ người láng giềng. Thì ra chồng tôi đã nhầm đường. Và có lẽ ngôi nhà đó cũng có một người đàn ông tên là Frank. Chúng tôi trở lại ngôi nhà mà chồng tôi đã gửi Blue. Xin lỗi anh, bữa trước là do chúng tôi bị nhầm địa chỉ nên gửi chú chó ở đây. Chú chó của anh chị không sao cả, nó vẫn khỏe mạnh, nhưng tôi mong hai người sẽ không mang nó về. Frank đã qua đời vào ngày mà anh đưa con chó tới. Cơn nhồi máu cơ tim đã giết ảnh. Đó quả thật là một cú sốc lớn đối với gia đình ảnh. Vì thế tôi đã quyết định là sẽ không làm phiền gia đình họ về chuyện con chó. Tôi mới mang nó qua nhà họ hôm qua. Tôi nói với con gái của Frank là cha cô bé đã đặt mua tặng cô bé một chú chó nhỏ. Nhưng lúc người ta đưa tới, không có ai ở nhà nên tôi đã đứng ra nhận thay. Cô bé hầu như không thể tin vào chuyện đó. Cô bé xúc động đón lấy chú chó từ tay tôi rồi ôm chặt vào lòng, bật khóc nức nở. Lúc đó tôi thật sự không biết phải nói gì, chỉ im lặng đứng nhìn. Sau một hồi cô bé ngẩng lên và nói, có lẽ chú không hiểu điều này có ý nghĩa với cháu đến nhường nào đâu. Cháu hạnh phúc lắm khi nhận con chó nhỏ của cha cháu để lại. Khi nói câu đó, khuôn mặt cô bé tràn ngập sự yêu thương. Em không ngờ câu chuyện lại buồn như thế anh à. Đây là sự nhầm lẫn ý nghĩa nhất mà chúng ta có được. Đôi khi sự nhầm lẫn của mình lại vô tình đem đến niềm vui cho người khác như thế đó.